Chào toàn thể quý ông bà, quý cha mẹ và toàn thể quý thầy cô giáo kính mến, xin kính chào quý vị. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau tập về một bài chuyên đề phỏng vấn dạy con. Và thầy giáo cũng rất là cảm ơn quý cha mẹ chúng ta đã quan tâm và học tập cùng với quý thầy cô giáo cũng thường cùng giáo an, thì đây cũng là một cơ hội để chúng ta làm được cống hiến, được chia sẻ, hy vọng rằng những cái kiến thức mà mình học tập được cũng như những kinh nghiệm thực tế mà mình trải nghiệm được trong quá trình dạy con và những em học sinh thì sẽ giúp cho ông bà bố mẹ trong quá trình chúng ta hiểu hơn và chúng ta có nhiều cái phương án để chúng ta dạy con và chúng ta tốt hơn. Thì mong rằng những điều này sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái thế hệ trẻ lớn lên trong cái tình yêu thương, lớn lên trong sự dạy dỗ chuẩn mực, để các bạn sau này trở thành những con người hữu ích cho gia đình, cho xã hội. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói với nhau về giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của đứa trẻ, đấy là giai đoạn ấu thơ, giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi hay chúng ta nói là giai đoạn các con học mầm non. Thì hôm trước thì chúng ta cũng đã nói với nhau về những góc độ, về những cái đặc thù của cái độ tuổi này, là các con rất là thơ hay công cánh, và các con có cái sức nhớ rất là tốt những cái kiến thức và những cái hình ảnh mà các con được nghe và được chụp lại trong quá trình các con nhìn. Và vì vậy cho nên chúng ta tích hợp những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện mang tính chất giáo dục thông thường về những cách ứng đối đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với thầy cô và đối với xã hội xung quanh, thì sẽ là những cái những điều quan trọng để các bạn về sau này thành công và hạnh phúc. Mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta nắm bắt để chúng ta đặt cái kỳ vọng và sự khẳng định của mình lên một đứa trẻ, lên một đứa trẻ. Ví dụ giống như là dựa trên cái sự kỳ vọng đó, thì nếu như mà cái mục tiêu và cái kỳ vọng của chúng ta lớn, thì có thể là cái đứa bé này sau khi nó lớn lên nó sẽ trở thành người gánh vác mình được lớn. Còn nếu mà thật sự cái kỳ vọng của chúng ta nó nhỏ hoặc là thậm chí là không có, thì có thể là ở đây là một hạt giống tốt nhưng mà có thể là lâu khổ và thái. Ở đây thì chúng ta kỳ vọng chúng ta khẳng định điều gì? Thì ở giai đoạn này, nhất là cái giai đoạn mà 0 đến 6 tuổi, và chúng ta kỳ vọng các bạn ấy, chúng ta khẳng định các bạn ấy ở những cái góc độ đức hạnh. Ví dụ như chúng ta luôn khen người và khẳng định con chúng ta là một em bé hiếu thảo, một em bé hiếu thảo, một em bé thông minh, một em bé mạnh khỏe và lễ phép. Nói chung là trường hiếu anh thôi, thì chúng tôi gọi chung lại một từ đấy là người tốt, đúng không? Hay là người tốt thì nó phải tốt toàn diện, nhiều góc độ. Ví dụ như trong gia đình đó, cha mẹ nó phải là một người con hiếu thảo thì mới là người tốt chứ, đúng không ạ? Rồi đối với thầy cô giáo, các bạn này phải có cái thái độ lễ độ, phải biết cung kính, biết ơn thầy cô giáo thì đấy mới gọi là người tốt. Đối với anh chị em thì phải biết là anh nhường em kính, anh thương em kính anh thì mới được gọi là người tốt, đúng không? Đây, rồi sau này lớn hơn nữa là gì? Khi các bạn này ra ngoài xã hội, các bạn này gánh vác ở một cái vị trí công việc nào đó đối với một người chủ, thì các bạn này sẽ là một nhân viên tốt. Hoặc là đối với các bạn khi mà được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn như những quản lý hay là giám đốc hay là chủ một doanh nghiệp, thì các bạn sẽ phải là một ông chủ tốt, một cái người quản lý tốt, biết lo lắng sắp xếp cuộc sống cho các anh em của mình, đúng không ạ? Không ạ? Và làm cho các vị này có những cái sự thành công hơn trong những cái vai trò lớn, như các vị là lãnh đạo của một cái khu vực, một tỉnh hoặc là một đất nước như vậy, thì các vị nhớ được cái khi bé các vị có xu hướng trong tâm của mình luôn muốn là phải tốt, thì chắc chắn là cái gương vị của các vị cũng sẽ rất là tốt.
Phúc Lâm. Thì gần đây tôi thấy tại có một cái buổi nói chuyện với một cái giới trẻ ở tại chùa Ba Vàng ở Bắc Ninh, một người lớn, không cái chương trình cũng tại vì có giao lưu với một cái gì nguyên là như là tại vì gọi là ngoại giao đại sứ của Việt Nam mình đã đi nước ngoài trong tất cả các nước, cái mối quan hệ của mình với Liên Xô cũng là mối quan hệ lâu đời và quan trọng, cho nên cái vị đại sứ mà được nhà nước mình mà giao cho nhiệm vụ để đại diện cho đất nước mình để tương tác với nước Nga thì chúng ta mới sống được, là vì cũng rất là giỏi lúc đó. Thì vì này có một cái dịp về thăm Việt Nam thì thấy cái tâm nguyện là giáo dục cái giới trẻ của một cái vị sư của Ba Vàng thì có đến và nói chuyện và bị kể cho các con nghe về cái câu chuyện khi bé của mình. Vì mình nói rằng là gì? Khi bé như vậy trong đầu lúc nào cũng có cái hình ảnh là đi cùng với mẹ, người mẹ quan trọng, đi cùng với mẹ. Và người mẹ lúc nào cũng nói với cậu có một điều rằng là con nhất định phải trở thành người tốt. Đi đâu và hầu như là cái câu mà con nhất định phải trở thành người tốt này nó lặp đi lặp lại nhiều lần, ngàn lần như vậy trong tâm trí của đứa trẻ. Mà hồi đấy thì nữa là đi chùa để Phật cũng vậy, mẹ cũng vẫn không có làm tốt, học hành cũng rất là có trọng để trở thành làm người tốt. Bởi vì nói rằng cái người tốt này nó xin cho mình trong cái lúc các mình đi học, các mình cố gắng học tốt, được tự đi học cũng phải học tốt nhé. Nó có cái động lực rồi này, hiểu không? Tự nhiên nó có cái động lực. Rồi cho tới lúc các vị phấn đấu theo bác này, bác cứ nói là tự nhiên cái động lực người tốt đó nó giúp cho mình lúc nào cũng phấn đấu, lúc nào cũng phấn đấu và lúc nào cũng có được cái ý chí và cái nghị lực để mà giải quyết công việc và để vượt qua những cái khó khăn. Và bác nói là để có cái ngày hôm nay thì cũng là cái hạt giống của người mẹ đã gieo khi bé, là con đã làm người tốt. Và bây giờ bác nói là bác có cuộc đời rất là gánh vác của cái vai trò rất là lớn. Nhưng mà ngược lại bác nói là gì? Bác vẫn không quên cái lời của mẹ dặn, đấy là mình phải làm tròn nhiệm vụ để được làm người tốt. Thì vậy rõ ràng là gì? Là cái điều này chúng ta nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng mình đâu đó nhiều khi chúng ta không nghe cái công đoạn này mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ không làm cái đoạn phút này. Chúng ta cứ hoàn cảnh thôi thì cứ để cho nó nuôi nó lớn, cho nó đi học thì chắc rồi nó sẽ ổn. Nhưng mà chúng ta quên mất chúng ta sẽ là những gì mà thầy cô của mình gọi là động viên mình, khẳng định mình phần lớn là như vậy đó. Hoặc có một cái trường hợp cá biệt là người ta có cái ý chí, người ta muốn như vậy, thì phần lớn là gì, từ bé thì cơ bản là gì? Không phải là tầm đầu, cho nên chúng ta phải là cái người hướng dẫn, phải là cái người khơi gợi cái cảm hứng và tạo cái nền móng cho các bạn này. Mình hiểu mà đấy, và cái ban đầu nó rất là quan trọng. Đây thì từ đó ở trường Vũ An hiểu được cái điều này, cho nên là giống như người xưa họ nói là gì, là phải lập chí, con người phải có chí, phải có cái mục tiêu sống. Ví dụ như bây giờ chúng ta cũng vậy, bây giờ có thể rằng là hôm nay chúng ta nghe con bạn này thì chính từ bây giờ các thầy cô chúng ta, các bố mẹ chúng ta cũng nên lập chí cho mình hãy trở thành người tốt, ngày nào cũng nói với mình lại trở thành người tốt. Hồi xưa kia tôi tham gia những cái chương trình học để mà phát triển khả năng của bản thân, thì đây là những cái chuyên học ngoại khóa mà để dành cho những người sau này có cái xu hướng là muốn độc lập thành công và độc lập tài chính tự do này, tài chính hoặc là làm chủ cuộc đời của mình hoặc là những ông chủ. Thì người ta có một cái là từ kỳ ập thị, tức là ví dụ như muốn đặt ra cái mục tiêu gì đó, mà thường thì đa phần các cái thầy hướng dẫn nhỏ hướng dẫn này có đầu tiên bài họ kêu rằng là bây giờ sau một cái buổi training, một cái khóa học như vậy, người ta bắt mình là phải tự đặt ra cho mình một cái mục tiêu thật sự ông muốn cái gì, ông muốn cái gì. Thì về mục tiêu là chính, thì ví dụ như có người nói rằng là từ đây đến tới 30 tuổi tôi muốn tôi trở thành là người trong tay có 5 tỷ, 7 tỷ, 100 tỷ rồi ra ngoài như vậy, kiểu như vậy. Và các vị thầy đã nói rằng là gì, thầy viết cái đấy lên giấy và dán ngay chỗ phòng ngủ của mình, và ngày nào cũng phải trước khi đi ngủ và khi thức dậy đều phải đọc cái mục tiêu đó. Bây giờ cơ bản các thầy cô nào tham gia những cái lớp học đó và những cái khóa kinh doanh phát triển bản thân thì lại phải thì thật ra là nó cũng có hiệu quả không?
Thì như vậy để chi, để con người ta thôi thúc bản thân mình, nhiều khi là gì, đêm hôm nay muốn phát triển bản thân lắm, muốn làm giàu lắm, nhưng mà ngày mai thì không chịu gì sao, hiểu không, nó mất lửa ấy, hiểu chưa em? Nhưng mà cái người mà người ta làm được cái mục tiêu, người ta chẳng qua là gì, người ta vượt qua được những cái điều nhỏ đó, không muốn vượt qua những cái điều chướng ngại nhỏ đó, thì tự nhiên cái động lực họ phải mạnh lên. Nhưng mà tại hiểu chưa em, ví dụ như chúng ta thấy một cái chiếc xe kéo mà nó động cơ nó yếu, khi chúng ta gắn cái cục đá gắn chân nó thì nó bị dừng lại. Nhưng mà với những cái cỗ máy khổng lồ thì dù chúng ta có kê đá nó rồi, nó nẹp vô một cái nó vẫn vượt qua được, hiểu không ạ? Vậy thì một con người cũng vậy, chẳng qua là gì, cũng ai cũng có hai tay hai mắt hai mũi hai chân, do cái bộ não giống nhau, nhưng căn bản là cái ý chí bình thường. Mà cái ý chí này muốn mình nó mạnh mẽ thì tốt nhất nên được người lớn xây dựng từ nhỏ, xây dựng càng từ nhỏ càng sâu sắc thì cái tiềm lực của nó lại càng khủng khiếp, càng mạnh mẽ. Nhưng mà thay vì là gì, khi mà từ trung đức từ học hoặc khi các thầy cô hoặc các bố mẹ bây giờ chúng đọc sách chúng ta làm gì đó, thì chúng ta đừng nhỏ hẹp nó lên quanh cái chuyện tiền nong. Vì từ lúc đó tiền nong của chúng ta ăn có cái trạng thái là gì, nó nói gì, thôi thì ít tiền chút được vốn. Nhưng mà như vậy thì nó hạn chế. Thay vì chúng ta hãy đặt cái mục tiêu rõ ràng là gì, cuộc đời của tôi nhất định phải làm người tốt. Vì sao mà nên như vậy, chúng tôi vừa kể cái câu chuyện, khi chúng ta tốt rồi em quý vị, chúng ta nhiều khi không phải đi kiếm tiền đâu mà tiền nó kiếm mình đó. Lạ lắm nghe, nó sẽ có những cái giai đoạn như vậy. Chúng ta có một cái giai đoạn là gì, chúng ta phải đi kiếm tiền. Nhưng mà chúng ta nếu thật sự chúng ta phát triển bản thân tới một cái mức độ mà chúng ta thật sự giá trị chúng ta tốt rồi á, thì có thể rằng mọi người sẽ thấy rằng là cái cán cân của cuộc đời nó sẽ thay đổi. Bắt đầu là gì? Là coi chừng tiền nó đi kiếm mình. Mà nếu thật sự mà sống đến một cái giai đoạn là tiền nó đi kiếm mình là kinh khủng đẹp lắm nha. Vì sao? Vì lúc này chúng ta hầu như cái giá trị của mình nó lớn không? Lớn. Hiểu cho em, có những cái món hàng là chúng ta để ý là những món hàng tầm thường, bình thường, thì có phải là chúng ta phải đi ba cách cưng không? Đi bán, đi đăng điện người ta mua, đúng không? Nhưng có những món hàng là gì, người ta phải đi săn lùng, đúng không mọi người? Cuộc sống hiện tại đang diễn ra hai cái vấn đề này. Đó là vì sao lại được săn lùng? Vì món hàng này tốt quá, món hàng này hiếm, và món hàng này có giá trị. Cái gì thật, cho nên không cần phải đi marketing, không phải cần đi sale, không cần phải đi hạ giá gì hết. Người ta tìm mua mà nhiều lúc mua không được nữa. Vì thì con người của mình cũng vậy. Chúng ta nói, nếu mà nói ở góc độ nó chỉ là góc độ là tiền thì thật ra không có thì người khác cũng không có. Đúng rồi, thấy không? Nhưng mà nếu thật sự chúng ta tốt, một cái tốt ở đây chúng ta luôn từ kiểu là nó phải từ bên trong, nó phải từ bên trong. Và cái này mà thật sự nó là một cái quá trình của một cái con người rèn luyện, chứ không phải tự nhiên là có. Không phải hôm nay tôi nói tôi muốn làm người tốt và ngày mai tôi tốt liền được đâu, hiểu nhỉ, phải không ạ? Cho nên khi mà người nào mà có được cái tấm lòng như vậy, có được cái mức độ, cái giá trị sống như vậy, thì đến đoạn đó thì chúng ta lại trở thành cái món hàng ý hiếm, chúng ta được săn đón, đi đâu chúng ta cũng được yêu thương. Đấy, vì vậy cho nên mục tiêu của tôi là tôi muốn các cái người học trò của tôi, các người cộng sự của tôi sau này có cái cuộc đời hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là gì? Giống như cái món hàng, đi đâu được người ta yêu, đi đâu được người ta mến, đi đâu người ta khỏi phải đề phòng mình. Nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta sống biết rồi mà cứ thấy mình là người ta phải đề phòng thôi, mà tại vì mình nguy hiểm quá. Ở cái đối tượng này không, hôm qua tôi gặp một cái, tôi nói chuyện với hai cái bác này, tôi nghe nói đến đây mình giận, tôi nói bác giận chồng anh hình này. Tôi xong đi ra khỏi nhà, khóa cái cửa mà dùng tiêu chuẩn lớn với cái đối tượng mà đi bán thuốc giả quá, sợ quá. Người đã từng gặp những đối tượng ví dụ như vậy, đi bán thuốc thì đâu phải xấu gì đâu, nhưng mà bán riết hồi sau người ta thấy người ta sợ dữ vậy ha. Vì sao? Vì mình bất chấp thủ đoạn mà bán, đúng không? Người không bình cũng cố mà bán, người bình là thấy người ta hết tiền rồi đâu cũng cố mà bán. Cái hàng hóa mà người ta không có, không cần thiết mình cũng cố mà bán. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình bán riết hồi là người ta sợ người ta, hiểu không?
mình không biết nghĩ cho người khác, mình chỉ muốn được cái việc của mình thôi, mình chỉ muốn bán thuốc thôi, bán thuốc bán bất chấp luôn. Rồi bây giờ là cô đã mới nghe kể rằng là gì, có những người uống như vậy vô xong rồi nó phù hết người, tức là bán rồi là không thật sự chịu trách nhiệm. Cho nên những cái đối tượng như vậy mà chúng ta sống một lúc nào đó là chúng ta trở thành cái gọi là cái nỗi sợ hãi của người khác đó, thì lúc này nguy hiểm ngay. Lúc này là chúng ta cũng là hiếm, nhưng mà hiếm này là người ta vứt mình vô sọt cát chứ không phải là không phải là người ta cần mình đó. Nên chúng ta sống làm sao mà để cho thật sự càng ngày như vậy người ta quý mến và người ta cần mình, thì là chỗ này thành công. Mà muốn như vậy thì bên trong nội tâm của mình phải đặt ra cái mục tiêu là tôi phải làm người tốt. Ngày nào cũng tự nhắc mình làm người tốt hết. Làm thưa với mọi người, người tốt mình sẽ có tất cả. Có sức khỏe không? Tốt là người tốt. Có vẻ đẹp, đẹp người tốt nào mà sống không? Đúng không nào? Mà thậm chí người bình thường xấu quá là mà tốt tí hồ đi cũng đẹp này. Tôi đã từng thấy những người như vậy. Hiểu không? Đầu tiên cái mỏ ơi là mỏ nó xấu, nhọn lên xấu, mặt đen dài, mà tiếc cuối cùng cứ ngày nào cũng cố gắng làm người tốt, làm người tốt, làm người tốt, chia sẻ điều hay biết rồi bây giờ mười mấy năm sau gặp lại đẹp quá trời luôn. Phải được quá trời người sống chết cái muốn chụp hình rồi đấy chứ. Thấy không? Thì cái độ như vậy có mười mấy năm thôi mà người ta đổi từ cái chỗ là vừa xấu vừa chê, từ một cái người mà tôi từng biết đó, từ cái người là xấu xí, xấu quá, mỏ mồm nào gì vừa bao luôn. Xong rồi là gì? Là ăn rồi suốt ngày cứ rượu chè ve vét như vậy, đầu đường xóa chợ, chả có ai mà thèm đây luôn. Vậy là tới khi mà hiểu ra vấn đề rồi, thấy mấy chục năm sống đủ phí rồi, cha mẹ cứ hết một ôn. Bây giờ quay ngược lại muốn sống cái cuộc đời mỗi ngày như vậy, làm những cái việc cho nó ý nghĩa đi tí xíu thôi, để gọi là chuộc lại cái lỗi lầm xưa. Ấy vậy mà mới có 13, 14 năm thôi mà bây giờ quay ngược lại trở thành người nổi tiếng mọi người. Trở thành người nổi tiếng mà đẹp trai hẳn ra luôn, mặt sáng quá. Còn bây giờ người giàu, người có gì cũng muốn tới chụp hình chung ấy, lạ thiệt chứ. Còn đây là chỗ đáng học theo. Rõ ràng cái mục tiêu mà làm người tốt thì nó viên mãn. Còn bây giờ là đi xe hơi thì cũng có tiền. Như vậy rõ ràng là gì? Chúng ta chỉ cần chúng ta bắn một mũi tên cũng được tất cả này ngon. Đúng không? Rõ ràng là gì? Làm sao mà cái người mà bắn một mũi tên mà chúng thấy cả bầy chim thì ngon, đúng không? Trong đó có gì? Có sự tôn trọng này, có sức khỏe này, có đẹp này, có tiền này. Phải không? Đẹp quá thì sao không có gì cũng truy cầu. Nhưng mà coi chừng mà chúng ta không có khéo léo, chúng ta muốn những cái điều đó. Bây giờ sao hầu ai muốn những cái điều đó? Bản thân mình muốn chưa được, mình đang không mình chưa được. Mà mình không được là chừng con mình cũng chưa có. Nó lạ vậy. Kỳ lạ. Mẹ mà biết làm ăn thì con nó cũng khá giả. Tức là chỉ cách cho. Mà mẹ mà đã tiêu pha chát tán rồi mà kêu thôi sau này con ráng đi, con khác mẹ đi, con giàu có nó khó. Tại vì sao? Nó nhìn cái hành vi mình tiêu pha bừa bãi quen rồi. Tới khi nó cầm tiền vô nó cũng sử dụng giống mình, nữa là thời gian sau nó nghèo. Nó thiệt. Cho nên từ bây giờ cái việc mà chúng ta xây dựng lại cái cuộc đời của mình á, và chúng ta dạy dỗ con cái nó đi sâu hành với nhau, và chúng ta thành công là chắc chắn họ cũng thành công. Thiệt. Còn bây giờ mà nếu chúng ta mà vẫn đang còn gọi là đứng như ngã ba đường, thì coi chừng con mình nó cũng đứng như ngã ba ngã tư. Vì đối với con cái của mình thì chúng ta chính là cái ngã ba. Đúng không? Chúng ta là phương hướng của nó. Ban đầu khi mà cái người thuyền trưởng mà người ta ra khơi á, tại sao là người ta lại tìm một cái thuyền không thể có thể thiếu đi một vài người chèo thuyền, thuyền viên, nhưng mà không có thuyền trưởng thì không ai dám ra khơi cả. Biết vì sao không? Vì nó mất phương hướng một cái thì chết hết cả thuyền. Cái phương hướng quan trọng lắm. Cái phương hướng sống của một gia đình, của một con người vô cùng quan trọng. Cho nên cái sự lựa chọn phương hướng sống là cái điều quan trọng hàng đầu. Rồi sau đó mới tới cái sự nỗ lực cái mọi người. Hiểu không? Đó mới tới cái đoạn gọi là ngày sau cuốc bỏng, thức khuya dậy sớm, nỗ lực. Và bây giờ ngay từ đầu phương hướng mình bị sai rồi. Mà mình nỗ lực có cả cuộc đời đi nữa thì cuối cùng nó cũng là cả cuộc đời sai rồi. Cho nên hôm nay nói với nhau tới cái chỗ mà chúng ta lập chí cho các con ngay từ nhỏ,
thì thật ra là nói cho các con cái từ nhỏ, nhưng nếu chúng ta hôm nay lớn rồi chúng ta vẫn chưa có chi hướng thì đương nhiên chúng ta phải lo nhanh chóng lọc thôi, bây giờ sao rồi. đúng không thế là như vậy. Chứ nếu không lọc thì cuối cùng là muộn, hết cuộc đời xong luôn. Hoặc là ví dụ như đây chúng ta bị lọc sai thì chúng ta điều chỉnh lại. À, chúng ta giống như tôi nói đó, những cái người mà sống đến mà người ta thấy mình, người ta né, người ta sợ mình, thì bây giờ mình lập phương hướng lại là mình tự hòa lại, mình nghĩ cho người khác lại, rồi bắt đầu là mình nói là gì mỗi ngày như vậy, con sẽ cố gắng làm tốt hơn một tí, con nhất định bây giờ từ đây mình sao làm được tốt, thì tôi chắc chắn là giống như cái gì mà tôi từng thấy sau 10 năm, mười mấy năm sau là kiểu gì cũng được người ta quý mến. Nhưng bây giờ lần đầu là phải trải giá với những cái thứ mình đã làm. Vì sao trước mình làm sai nhiều năm rồi, thì bây giờ giai đoạn mấy năm đầu mình thay đổi, người ta sẽ nói mình là gì, là bữa nay màu mè quá, bữa nay diễn sâu quá, bữa nay mình đặt làm người tốt người kìa, người ta trêu ngươi mình, nhưng lúc đó là cốt khảo đảo mình thôi, tại vì lúc thiên mà cái gì mà thật hay giả nó cần có thời gian. Ví dụ như hôm nay mình muốn tốt thiệt á, thì cứ để cho người ta khảo đảo mình đi, cho tới 5-10 năm sau mình vẫn tốt như vậy thì lúc này mình tốt thiệt chưa, tốt thiệt rồi. À chưa, làm giờ mình muốn tốt cái mới ra đường cái người ta nói cho mấy câu cái mình quay lại nữa, giờ đâu quê là đâu không làm người tốt, nó còn chọi cho mình bé cái đầu mình luôn ra, thì mình khẳng định với họ một điều là họ nói mình giả vờ là đúng quá mà. Đúng chưa, cái cuối cùng là gì, người ta nói ồ tốt luôn đó. Nó giống như là hồi xưa ở Ấn Độ có cái con thuyền mình mua, ông cái vùng đấy có hai cái ông này, cái anh thanh niên này cũng tốt tính nhưng mà nóng như chuyên phi, gặp ai thì anh vui vẻ anh giúp đỡ này nào kia kia, nhưng mà nóng mà anh sân hận. Nên bữa đó là gì à, cái người trong làng này người ta cũng sợ lắm, nhưng mà anh cũng rõ ràng trong tâm anh cũng làm người tốt. Thế là bữa đó làng này là có một con gọi là con một thủy quái ở cái sông, nên là cuối cùng là gì, là nói rằng là trong làng bây giờ ai là cái người tốt và đủ cái sự dũng cảm để mình giết cái con thủy quái này để cho dân làng đi ghe đi thuyền khỏi bị làm cho gặp nạn. Thì cuối cùng là ai cũng do điều thì cái anh này anh xung phong đấy, tôi sẽ có cơ hội để là vì ai cũng cứ kêu anh nóng nảy rồi này nọ kia, rồi cuối cùng sợ anh. Giờ bây giờ anh có cơ hội để em phát huy, em cũng để khẳng định anh là người tốt. Thì anh xuống phong thì mọi người hoan hỉ quá, người ta nhìn nhau với một cái ánh mắt gọi là rất là thích. Đó, thì khi anh này em lặn lội em ra xong, em giết được cái con thủy quái xong, anh chất đầu anh mang về, thì đi trong đêm mang về. Thì đi nghe những cái người già ở trong làng, người ta ngồi, người ta đang nói chuyện, thì anh đi vô, anh định nghe nó nghe đâu người ta đồn là cái thằng đó là nó giết được cái thủy quái. Rồi một ông già mới nói, trong anh đó cũng tốt ha, ông già cũng tốt cái gì, mong sao thủy quái đúng ra là thủy quái ăn thịt nó luôn thì tốt hơn. Anh nghe như vậy cái tự nhiên anh đang còn háo hức cái tâm gọi là về để mọi người ghi ơn của mình, cái anh nổi điên lên, thôi đi thôi mọi người, thì nó đi thôi. Nó té ra cái làng này mất nét như vậy, đối xử với mình kỳ cục như vậy, anh nổi điên lên, nhào vô túm cổ mỗi người mỗi bên vậy, chiếc cổ ta là chi chết nha. Nó bắt đầu cuối cùng là gì, ông vừa xích cổ vừa nói tại sao mấy người đối xử với tôi như vậy, tại sao mấy người mà sợ tôi như vậy. Bây giờ mấy ông già mấy ông nói ôi ông tay bên phải kẹp cổ người, tay bên trái kẹp cổ người, muốn ăn tươi nuốt sống thì tôi làm sao thì tôi không sợ ông được. Xong nghe thấy cái câu chuyện đó thì tự nhiên anh giật mình đây, anh thả tay ra, mà từ ngày hôm đó anh hiểu được cái bản tính của anh xấu như thế nào và anh bỏ đi cái bản tính đúng thật. Từ đó về sau là người ta công nhận anh là một người tốt, thì và anh làm được rất là nhiều một điều ích lợi cho cái vùng của anh sống, và sau đó là rất là quý anh. Thì ở đây bản thân mỗi người chúng ta phải qua cái câu chuyện là chúng ta luôn có tìm ẩn bên trong của mình cái góc độ là nó không tốt, và đặc biệt cái đứa bé bây giờ cũng vậy. Khi mà chúng tôi dạy học nhiều năm như vậy, chúng ta nhìn thấy hiện tại bây giờ chúng ta để ý con cháu mình nó có cái mặt rất là tốt và cũng có những cái hạt giống rất là không tốt, là ích kỷ này, là hỗn hào này, là gọi là không biết chia sẻ này, từ những cái hạt giống. Thì bây giờ mình phải nhìn ra được cái chỗ tốt để mà mình khẳng định, mình phát huy, và mình nhìn ra những cái chỗ không tốt để mà mình điều chỉnh, mình giúp các bạn này sửa lỗi, giúp các bạn này sửa lỗi.
và có những cái trường hợp như vậy tôi kết hợp với bố mẹ sử dụng cho bạn một cái thời gian rất dài, rất là dài mình có thể gọi là khắc phục được cái phần lỗi, chứ không phải là nhân đâu mà nhân. Cái vấn đề từ khi một đứa bé nó còn sạch sẽ, chúng ta muốn nắm thật đúng, chúng ta để cho bạn này có một cái môi trường thật tốt, thì cơ bản là những cái hạt giống xấu nó không có cơ hội nó nảy mầm thì đứa bé mình tương đối qua. Nhưng ngược lại, một cái đứa bé mà chúng ta lỡ để cho nó lẫn lộn giữa cái tốt và cái xấu, hoặc là cái xấu nó mạnh lên trong giai đoạn đầu rồi, thì tới lúc mà chúng ta muốn chỉnh chu lại là mọi người phải chuẩn bị tinh thần là phải nhẫn nại tới cùng đó, phải vất vả chứ không có phải dễ đâu. Đấy, nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta không làm là sẽ thua, thì phải cố gắng. Đấy, thì quay lại từ bây giờ có thể rằng là cái mục tiêu mà làm người tốt là chúng ta nên xây dựng liên cho con em chính bản thân mình. Cho nên bản thân tôi là mỗi sáng mình được kêu con như vậy, mọi người tại sao bây giờ mọi người kêu con cả dạy vậy, nó khó vậy? Thế là những em nhỏ nó uốn éo rồi nó nằm hoài, thậm chí vì sao có một số bạn như vậy nó đi trễ đi học là 7-8 giờ đi như vậy, hoặc là thế này ra mình các con nó không có chi hướng nó dạy là nó hết học, nó đến nó yếu xìu, buổi sáng nó không có năng lượng tích cực. Thì cái cách mà tôi vừa lập chí mà vừa kêu con tôi dạy là gì? Con ơi, dạy đi mà làm người tốt. Sau này các bố mẹ, các thầy cô chúng ta cũng nên nhậm con thành chú này trước khi chúng ta bước ra khỏi nhiều. Sẽ thấy rằng chúng ta sẽ không ẻo oải nhiều. Đặc biệt là cái anh trai thanh niên trong cái đội cảm tử quân nó mất cơm, ông nào mà dạy mà thấy phá núi, nhớ con thành chú này chúng ta thử đi, từ ngày mai thử luôn là sẵn. Mình tự nói với mình là mình đã kêu tên mình ra. Ví dụ như tôi tên là Giàu, tôi kêu Giàu là dạy mà làm người tốt mà. Là tự nhiên làm đâu cái nó có lửa rồi mọi người, hiểu không? Chứ còn cái lúc mà vừa thức dậy mà nhất là đêm qua ngủ đuối rồi, đêm qua làm nó bị đuối rồi, để gặp thời tiết bữa nay nó nóng đực nữa, nó hơi nằm nó mỏi mệt đâu, nằm nhiều lúc không ngủ đi thì nó đực á. Cả nó có máy lạnh, còn ở nhà nào có máy lạnh thì chẳng hạn, ví dụ gì là nó đực, cái tạnh qua nó trọc lại mới tốt. Cho tới khi sáng sáng nó mát mát, tí nó vừa đi sâu vào giấc ngủ, cái bắt đầu quay lại là 3:30 mới thức dậy để đi tới nấu cơm cho bà con ăn, đúng không? Còn mùa nó kêu, cái bắt đầu dậy là nó quái. Nó quái. Thì nhớ, đó cũng là điều bình thường của tất cả những người bình thường chúng ta thôi. Hiểu không nào? Hiểu chứ? Nhưng chúng ta phải biết cách để kích thích cái ông tích cực ở trong người của mình, bản lãnh của mình bằng cách nói nhẹ với anh chàng thôi. Và nói nhỏ với cái anh chàng tích cực thì cái anh chàng tiêu cực nó nằm bên nó cũng sẽ nghe. Cái anh chàng tiêu cực là nó kêu thôi mình ngủ đi làm người xấu đi, đúng không? Còn mình nói với cái ông tích cực của mình động viên nó không có. Tè hoa ơi, vậy mà làm người tốt đi mày. Hiểu không? Nghe như vậy cái là tự nhiên thấy là bắt mặt vô tai liền. Hiểu không? Là vậy đó. Vậy mà vậy mới biết tâm phơi phới, vì nghe gì tốt tốt là phải. Hiểu không? Ví dụ như bây giờ ai khen mọi người tốt, mọi người khoái. Phải không? Tôi cũng khoái. Hiểu không? Biết nghe gì tốt tốt phải. Giờ đi mua đồ xấu. Hả? Đi ra lựa cái gì kia là hỏi chú ơi cái này tốt không? Toàn là đi kiếm đồ tốt để mà lựa mua thôi, đúng cái xu hướng của mình là như vậy. Cái con người của mình là nó phải có cái tánh, bản chất của nó là cái tâm hướng thượng á. Cái tốt là mình nói là hướng thượng á. Coi chừng nhiều khi mình cứ tu toàn lúc chơi với bạn tốt nè, mua áo tốt, quần tốt, đồ tốt, xe tốt, nhưng mà mình lại muốn làm người xấu thì chết thế. Thì xấu thì không thể xài được tốt được đâu mọi người. Là nó có một cái nguyên tắc như vậy, hoặc là chúng ta có một thời gian nó bỏ mình nó đi, tại vì nó muốn cùng sống. Hiểu không? Sau này nghe nói cái chỗ này, cái ông nào mà quyết tâm làm người xấu thì đi ra chợ lựa đồ xấu. Mệt là gì mình đâu. Người ta hỏi là gì? Chị ơi, bộ đồ được xấu nhất người ta. Hoặc là gì? Hoặc là cái xe gì xấu nhất đem này. Có ăn nào dễ nhất nó cùng sống, ăn lâu được. Và nhưng ngược lại, nếu chúng ta có cái xu hướng lúc nào chúng ta cũng muốn chơi với người tốt, lúc nào cũng muốn mặc tốt, ăn tốt, ở tốt, đi tốt, thì chúng ta nên làm một điều cho nó trọn vẹn là chúng ta hãy sống tốt. Được không? Cảm ơn chàng của ta.
hay lắm đó. Tất nhiên đấy thôi mà cả cuộc đời như vậy nó khác hoàn toàn với mọi người, tại vì nó tốt lên theo từng ngày, cứ mỗi ngày mình động viên mình tốt xíu thì nó giống như cái giọt nước nó nhiễu thì thấy từng giọt như vậy thôi, nhưng mà chúng ta chịu hứng đi, có xô nước đó. Như vậy thì đương nhiên là gì, xuất phát điểm sẽ tương đối giống nhau, nhưng mà sau 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm và cả cuộc đời thì một người là gì? Chết không ai biết, còn một người chết là coi chừng cả làng người ta khóc. Phải không? Phải không? Chúng ta thấy ở Việt Nam mình không? Bác Giáp ra đi một cái từ Bắc chí Nam, người già lãnh đẻ, cầm hình của bác đứng dọc đường khóc. Không như cha chết, mẹ chết như vậy. Thậm chí cha mẹ họ chết họ còn khóc nức nở tới tội như vậy đó. Vì sao? Bác sống tốt không? Cả cuộc đời như vậy, cho nước thân. Và tên Bác Hồ nữa là ai? Là Bác Hồ. Tên Bác Giáp là Bác Hồ. Đúng không? Bác Giáp mất đi cả nước cũng khóc. Rồi Bác Hồ mất đi miền Nam, miền Bắc khóc. Và thậm chí cả thế giới cũng khóc. Có những người như vậy ở tất cả những cái nước khác mà bác từng đi qua, họ từng biết tới bác, họ biết bác mất, họ cũng khóc. Còn có những người là bác thờ luôn. Đâu mà sống cuộc đời đẹp như vậy, đúng không? Chúng ta cố gắng, chúng ta được, chúng ta cháu quá ngon. Thế không phải ai nhận mình là mình là cháu quá ngon, không phải à? Phải à? Ở đây có ai không nhận bác ngon? Chúng ta đều là cháu của bác ngon, là con của bác, là cháu của bác ngon. Cháu của bác ngon thì nên giống bác ngon một xíu, đúng không? Đúng là cháu của bác mà, đúng không? Giống một tí, tốt bằng bác, thua bác siêu, hoặc là bằng được 1/10 bác, ít nhất phải tốt, đúng không? Phải có chỗ để chúng ta xứng đáng với quê hương đất nước này, có chỗ để chúng ta xứng đáng với tổ tiên, có chỗ chúng ta xứng đáng với bác. Như vậy thì cuộc đời của mình ý nghĩa biết bao nhiêu, đẹp biết bao nhiêu, đúng không? Đó, thì cho nên là chúng ta nhớ cái vấn đề ở cái độ tuổi này là chúng ta luôn luôn cố gắng là khẳng định các con cho tốt. Khẳng định xong là cái góc độ chúng ta định hướng la bàn. Định hướng xong bắt đầu là gì? Chúng ta chỉ cho con mình cách đọc la bàn. Hiểu chưa? Tức là cái đã có cái la bàn nhưng phải biết cách dùng la bàn. Cái lý thuyết của người tốt cái như thế này thì chúng ta vo lại, chúng ta dạy con mình phải hiếu thảo, phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ, và thậm chí phải thêm một cái nữa là gì? Phải có cái sự trung thực. Hiểu không? Hiếu thảo, trung thực, yêu thương, bao dung, tha thứ, thêm một trung thực. Tại vì thời buổi này tôi thấy được là cái trung thực quá quan trọng này. Hiểu không? Quan trọng nhất. Thời này người ta yếu về cái trung thực vô cùng. Người ta cũng tốt đó, nhưng bên ngoài người ta cũng có hiếu, cũng có yêu thương, cũng có bao dung, cũng có tha thứ, nhưng mà cái trung thực quá đó. Hiểu? Chỗ này là chỗ chết. Nhưng cuối cùng là người ta không được mỹ mãn từ chỗ này. Dù như bây giờ cái người kinh doanh buôn bán trong cái thời đại này, các bạn nói không nói dối người ta thua, không phải vậy đâu. Mình nói dối đi rồi cái miệng của mình không còn khẩu đức nữa, người ta mua mình đâu, hiểu không? Thì lừa ta lần thôi chứ. Chứ mà ngược lại là nó có những cái là chúng ta có thể không nói, chứ chúng ta đừng có nói dối, hiểu không? Ví dụ như chúng ta cứ nói bán hàng, chúng ta cứ toàn nói bán giá vốn, ai tin? Có ai tin điều này không? Hả? Các thầy cô? Cứ đi bán hàng cho người ta mà cứ nói là bán giá vốn không? Bán giá vốn mà lấy gì mà ăn? Mà tốt đâu như vậy? Hiểu không? Chúng ta đừng có nói dối, nó quen cái miệng đi. Chúng ta nói là gì? Thì sống thì ai cũng phải sống gì vậy? Thì em muốn bán em không cần đồng lời ít nhiều. Thì giá nó em bán được thì mua được thì tiền của họ em. Người ta tự hiểu, ai cũng tự hiểu, còn mình nói giá vốn họ có mua đó chứ về nhà họ mất người mình đó. Họ cầm cái món hàng lên lại, họ lại nghĩ tới cái lời mình nói, họ người mình đó. Thiệt đó, hiểu không? Chúng ta nói là gì? Em câu cá của em rồi em tiền vốn em bỏ ra được, cho nên giá quá em không bán được. Chân thành như vậy. Chị nhắm mua được chị ủng hộ em, cảm ơn. Người ta mua mình thì mình cảm ơn, người ta không mua mình cũng không quan hệ, mình để cho người ta đi. Người bán tàu ở chợ, tôi nghe một cái người kể rằng là ở chợ Tân Bình và chợ Hán Đông là hai cái chợ khác nhau. Mà cái chợ Tân Bình là cái chợ của người, cái chợ của người tàu, những cái gian hàng của người tàu làm chủ á. Là người ta vừa thấy khách tới từ xa là người ta bắt hai cái ghế trước.
rồi người ta lấy hai cái ly nước, người ta lên đỡ, người ta mời, người ta hỏi thăm, không lên mình mua gì gì, rồi người ta đưa ra người ta cho được, người ta tư vấn. Nếu như mà mình không vừa ý họ nói chị cứ đi đường chỗ khác đi. Nếu mà còn cái mặt hàng nào mà chị thấy là nó giống như mặt hàng của em thì chị cũng hỏi em và để cho mình vui vẻ mình đi. Nhưng mà ngược lại chỗ là những cái người khách đó nói là mình đi một vòng khắp chợ là xa lắm á chứ chú. Vậy mà mình không tìm ra được loại nào tốt hơn là tự nhiên sau cái đầu của mình sẽ quay về lại cái chỗ này. Vì sao? Vì mình thương hai cái người bán hàng, họ niềm nở, họ thật thà, họ không có nể gì. Còn ngược lại cũng có những cái người đó họ kể họ đi buôn bán những cái chỗ khác là như cái hàng thịt hay là hàng cá họ thì cột sẵn cái lông bóng. Mà sáng sớm mà ai tới mà không mua cái là vừa quay lưng đi là họ lấy cái bịch lông bóng họ đập cái đùng một cái giống như gọi là nhăn mặt, mọi người hiểu không? Hoặc là có người nói với tôi là hàng thịt ấy, thì để sẵn cái miếng thịt mỡ, thì sẵn cái miếng thịt mỡ bự cái bên thì bắt đầu ai tới mà không mua cả giá xong mà không mua mà vừa quay đi cái mà bắt đầu lấy cái thịt ra bầm xong rồi cái thịt kia bẹt làm gì vậy, đúng không? Tất cả cái cuộc đời này là nhân duyên, họ có duyên với mình rồi mình đuổi họ không đứng đâu, không kèo kéo chi mất công. Nhưng cũng có thể là kiếp này kiếp có duyên thì hãy gieo với nhau một cái duyên để kiếp sau, để lần sau người ta tới, phải không? Cuộc đời này nó là cái sự hưởng duyên này và lại kết duyên mới. Hôm nay người ta đến mình nói mắt nói rẻ gì đó thì nó dối gì họ luôn, thế đó là đời trước mình đã gieo duyên cho họ rồi, mình đã có duyên với họ rồi, kiểu gì họ tới đây họ cũng mua mình. Nhưng mình đừng có nghĩ là do mình lừa họ, mình nói hay người ta mua ngày đầm ra hết duyên tới ngày mình ba trận là hết duyên, lần sau họ không tới nữa. Thử về suy nghĩ lại đi. Còn như ngược lại, lần này họ đến mình tốt, mình chân thật, họ có duyên lần sau họ đến nữa. Còn cái người nào mua họ trả cho họ đi thôi, thì mình lại có một cơ hội kết duyên họ, một cái sự nhẹ nhàng, một cái sự niềm nở. Thậm chí như người đó khôn là lấy cái ghế mời ngồi, mời đi nước, kết duyên không? Kết duyên lần sau người ta nhớ cái duyên đó rồi người ta đến. Sống như vậy nó nhàn biết bao nhiêu. Còn khi người ta không mua mình thì mình nổi điên ấy. Hoặc là khi mà mình tới mình mồm mép mình lừa được người ta mua xong mình nghĩ mình giỏi, khi cho mình chạy thì giỏi không? Giỏi thì tới bây giờ cũng khổ vậy đâu. Ai mà được cho mình giỏi ngồi bình tâm là nó suy nghĩ và bây giờ mới người sướng hơn khổ. Hiểu không? Giỏi thật sự là không có khổ như vậy đâu. Không có kiếm được tiền mà chồng nó ra gì đâu. Không có kiếm được tiền mà vợ nó lộn xộn. Không có kiếm được tiền mà con cái nó quay lại nó phá nhà của mình đâu. Đó là gì? Manh mún thôi chứ chưa có giỏi. Thì đó. Còn nếu giỏi á là vừa có tiền có hết tất cả luôn. Mọi người biết. Vì giống như nãy mình phân tích đó, nó tốt thiệt á là xung quanh cái quỹ đạo của nó đều sẽ phải là tốt hết. Hôm nay dù những cái đối tượng nó chưa tốt, ngày mai nó cũng tốt. Nếu mà chúng ta mà sơ sẩy, chúng ta không nhìn ra được cái chỗ này là tự nhiên chúng ta không được gì. Vì tôi có những lần như vậy, tôi đi chùa chiều, tôi gặp bao nhiêu người vàng mang đây như vậy, khổ khóc kể. Kiếm được tiền vàng rồi chồng về nó đánh, nó đi khóc cứu, nó nuôi cá. Phải không? Mà xã hội bây giờ mình xung quanh nó nhiều lắm, mình con cũng vậy. Kiếm được tiền cho nhiều xong rồi ngược lại thì tích trữ cho đã đi rồi ngược lại là gì, là con cái nó phá tán, thậm chí nó mất mạng luôn. Có một cái cô kia kể với tôi là khi cô này cô đi làm thuê kiếm sống ở tại thành phố Vũng Tàu, cô vào làm trong một cái căng tin ở cái trường mà cái người chị này là bà lanh lợi và giỏi bà giang, thế là bà thầu được cái căng tin có giá cao, xong bắt đầu trong cái thời đó mà tiền mà có giá mà bà cứ lấy được hóa học á, và đổ vô xô như vậy, từng nắm nắm như vậy, xong bắt đầu phỏng màu và tưới vô, xong hòa lên và nếm từ từ cái bắt đầu bắt lên cái chân cái đồ này. Là như dứt đá vô là bắn học sinh nó uống bẹt đó. Kiếm được rất là nhiều tiền, kiếm rất là nhiều tiền, xe nhà to. Nhưng một thời gian sau chính cô đã làm chứng kiến người chồng quay lại là gì, ăn chơi rồi đi nuôi gái, về nó quánh cho mình. Thì vì sao? Vì đồng tiền thì chúng ta kiếm nó trên cái sự đau khổ của những người khác rồi của ta bị mất đức. Trong cái quá trình chúng ta sống đúng ngày, nó vừa sống nó vừa tích được công đức. Cũng trong lúc buôn bán thì đừng nói phải đi chùa hay đi nhà thờ thì mới có đức ngày lòng đó. Cái đó là cái quá trình, cái duyên mình để nó thêm học thêm để nghe những người có trí tuệ người ta chỉ
Và cái chính là khi mình về lại trong đời sống hàng ngày của mình ở những cái nghề mình làm á, mình nhắm coi thật sự trong cái lương tâm của mình có thanh thản hay không. Mình mở miệng ra mình tư vấn cho người ta xong rồi mình suy nghĩ lại nếu mình thì mình sẽ như thế nào. Có thiệt như vậy không? Đúng không? Có thiệt như vậy. Cho nên thật ra cái này là cái chỗ mà chúng ta muốn có được một cuộc đời tốt đẹp thì chúng ta phải ý thức từ chút một. Và tương lai các con cũng như vậy. Tốt nhất ngay từ đầu chúng ta thấy những cái người mà khi mà chúng ta nhận ra lỗi lầm rồi, chúng ta quay lại chúng ta sửa khó lắm đó mọi người. Khó cực kỳ và mất nhiều thời gian lắm. Nó nên tôi luôn. Nhưng mà rõ ràng ngay từ khi con chúng ta còn nhỏ, còn sạch sẽ mà chúng ta hướng đúng cho cái bản đồ cuộc đời bạn đẹp biết là bạn. Hiểu chưa em? Cho nên tôi cũng mong rằng những cái sự chia sẻ này có thể đến tay của ông bà, của cha mẹ, của các cô giáo chúng ta khắp nơi. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ về cái những cái điều tôi vừa chia sẻ để từ đó ta vạch ra cho con, cho cháu, cho học trò của mình một cái phương hướng đúng với mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta nói với nhau tới đây. Hẹn gặp lại mọi người và kỳ sau. Kính chúc mọi người chúng ta có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đây.